Trong chương trình thời sự hôm qua, chúng tôi đã đề cập đến hiệu quả của việc phát triển nguồn năng lượng tái tạo. Và với số giờ nắng khoảng 1.700 đến 2.000 giờ mỗi năm, Nghệ An được đánh giá là địa phương có tiềm năng lớn về phát triển năng lượng mặt trời. Tuy nhiên, thì tốc độ và quy mô đầu tư năng lượng tái tạo ở Nghệ An lại khá chậm. Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp tiên phong đầu tư điện mặt trời đang phải đối mặt với rất nhiều khó khăn vướng mắc. Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Thăng Long 89 và Công ty Cổ phần Hợp tác Kinh tế Việt Lào đầu tư điện mặt trời áp mái, hòa lưới, công suất 20W-peak. Sau hơn 3 năm hoạt động ổn định, hiện doanh nghiệp cũng rất băn khoăn khi quyết định số 13 của chính phủ đã kết thúc vào cuối năm 2020 và đến nay vẫn chưa có chính sách mới cho loại hình năng lượng này. Khi buổi đầu của nghị định của chính phủ ra thì nó cũng chỉ có doanh nghiệp làm việc với lại là sở với lại công ty điện lực thôi. Sau này thì nhà nước cũng bổ sung, thậm chí bổ sung nhiều cái cảm thấy khó khăn cho doanh nghiệp. Một doanh nghiệp khác đầu tư nhà máy điện mặt trời đã đấu nối hòa lưới cũng đang gặp khó là công ty cổ phần Senot ASEAN. Đó là hệ thống điện mặt trời hòa lưới của doanh nghiệp đã ký kết hợp đồng từ năm 2020. Thế nhưng hiện nay, ngành điện lại đang dừng thanh toán cho doanh nghiệp và cũng chưa có hướng giải quyết cụ thể. Cái nhà lắp điện mặt trời có hợp đồng có đầy đủ trước đây mà vẫn coi như thanh khoản bình thường, tức là vẫn mua bán với nhau đều đặn, vẫn thực hiện hợp đồng, nhưng bây giờ tự nhiên lại có một cái công văn tạm dừng coi như chi trả, như thế bọn tôi cũng chả hiểu được nguyên nhân thế nào. Thực tế cho thấy vấn đề nổi cộm hiện nay một phần là do chính sách về năng lượng tái tạo chưa đồng bộ, khiến cho tiềm năng lớn về năng lượng tái tạo như điện gió, điện mặt trời, điện sinh khối đã bị hạn chế đầu tư phát triển nhiều. Thực hiện cái văn bản chỉ đạo 1816 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam thì khi chưa có cái cơ chế về giá về điện mặt trời mái nhà thì đang còn tạm dừng đấu nối tất cả các cái dự án hệ thống điện mặt trời mái nhà vào lưới điện. Vì vậy thì công ty Điện lực Nghệ An cũng thực hiện theo chỉ đạo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Đối với cái loại hình này là cũng chưa có những cái hướng dẫn và cả cái quy định cụ thể để làm một cái cơ sở pháp lý vững chắc trong cái công tác quản lý nhà nước cũng như là định hình cả tổ chức cá nhân để thực hiện đúng theo cả cái quy định. Về lâu dài, nếu không được tháo gỡ kịp thời, thu hút đầu tư các dự án năng lượng tái tạo nói chung sẽ càng chậm trễ. Điều này dẫn tới vấn đề không đảm bảo năng lượng cho sản xuất cũng như khó khăn trong thực hiện được chương trình chuyển đổi năng lượng, giảm phát thải carbon và lộ trình cắt giảm khí thải của chính phủ.